Hello, chào các bạn. Cũng 4 năm ngày nay mình khá là bận rộn cái việc là mình phải nghiên cứu làm sao để may được một cái chiếc khẩu trang để cho bản thân mình và những người xung quanh có thể có được cái chiếc khẩu trang để hạn chế cái việc lây lan của dịch bệnh cũng như theo là yêu cầu của chính phủ, họ muốn người dân ở nhà và có những biện pháp để mà phòng cái việc lây nhiễm. Thì thực ra cái việc mà may khẩu trang này với mình là một cái chuyện mà hết sức là khó khăn, thì thực ra mình cũng cái hơi lười biếng và cũng rất là thô thiển, không có làm những cái việc mà gọi là kim chỉ nho nhặt được. Mình tưởng chừng như bỏ cuộc. 3 4 ngày trước mình có làm video may nhưng mà giống như là nó không có hài lòng, không có được, nó rất là vụng về. Mình nghĩ thấy tiêu rồi, chắc có lẽ là không thành rồi. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng người ta làm được, mình được và nhiều việc khó hơn nữa thì nhiều người cũng có thể làm được, tại sao mà làm không được. Cho nên mình quyết định mình cố gắng từ cái lúc cắt vải rồi may ra nhiều, rất là nhiều kiểu, 2 3 kiểu, 3 4 kiểu. Thì có những cái kiểu khẩu trang nó làm mình sắp như thế này, rồi có những khẩu trang mình phải gấp lại đơn giản hơn, và có những khẩu trang nó có cái độ mô thế này, thì mình phải lên YouTube mình xem, rồi mình đo, rồi mình cắt, rồi mình tự thiết kế theo cách của mình. Cái chuyện mà cắt này thì cũng đã khó rồi với mình, tại vì mình không, hồi giờ mình không làm cái này. Nhưng cái khó của cái này á, là cái sự kiên nhẫn để mà học cái cách làm sao mà điều khiển cái máy may này này mới là khó. Thật sự bây giờ mình xong rồi mình thấy rằng là khó thật. Cái máy may này thuộc cái đời cũ, cho nên á, là cái việc lẽ ra mình không có muốn kể câu chuyện này cho các bạn xem nghe, nhưng mà mình thấy ở một khía cạnh nào đó nó cũng có rất là ý nghĩa, cho nên mình lại tâm sự tiếp về cái vấn đề là mình may khẩu trang mà trên cái kênh này. Thì thực ra cái dụng cụ mà đồ xưa này nè, nó thực sự rất là khó, là nó không có nhuyễn như bây giờ, là nó phải có, phải từ cái việc khâu chỉ, sợ chỉ. Mà mình mang cái máy này giờ là mấy máy cũ của một bà cụ người Mỹ, đã năm nay bà đã 100 tuổi rồi, cho nên nó là cũng khá là lâu, khá là cổ, cho nên cái việc mà nó xưa xưa, nó không phải là xưa lắm, nhưng mà căn bản là nó không có đơn giản mình sử dụng, và với mình là coi như hoàn toàn là mới, tại vì thực ra hồi giờ mình không có đụng tới cái này. Cho nên cái một quá trình gọi là tìm tay mày thấy mấy để mà tìm ra cái cách để nghi cái chuyện mà so cái chỉ thôi. Hôm bữa trước mới đem về thì cuộn chỉ này nó hết chút xíu, chịu nó hết rồi thì phải đi mua chỉ. Khi mà hết chỉ rồi mình mới luồn lại làm sao mà cho nó đi vô được đúng cái đường của cái máy may là cả một vấn đề. Thực sự thì mình nghĩ là một cái niềm vui hay là mình phải bước sang một cái việc mà nghiên cứu là những đơn giản nhỏ nhất cái kim sợi chỉ, mà nếu mà mình không có nhẫn, không có khắc phục được thì có lẽ cái rất nhiều việc trong cuộc đời này mình sẽ khó vượt qua. Đại loại trong cái ý thức của mình nghĩ vậy á, cho nên mình quyết định là mình phải nghiên cứu tiếp sợi cái chỉ. Mình đã cần, các bạn biết là cần trật một cái đường thôi, đi trật một chút xíu thôi thì nó sẽ bị bung ra, nó dần nó đứt chỉ ra, không có được. Mà mỗi lần xóa chỉ ngược lại á, là mắt bây giờ mình nó đã
cũng tương đối là gọi là lão hóa rồi, nó không phải là chưa già lắm nhưng có cái độ lão hóa căn bản cơ bản của nó, thì xóa cái kim rất là cực. Mình xóa tới xóa luôn mà nó cứ một lần xóa vậy là mới đạp một đường cái là nó dâng bập rè, thì rất là nó phiền phức. Cho nên mình thấy cả một cái chuyện mà khó khăn. Thì nói tóm lại cái việc mình đã xóa kim xóa chỉ không, mình thấy đã học một bài học rất là lớn ở đây rồi, nó không có đơn giản, không có đơn giản chút nào hết. Nhưng bây giờ xa đây, giờ nếu giả sử mà mình không có chịu khó mình vượt qua thì e rằng là mình không làm được gì nữa. Thì mình quyết định đã phải phải chinh phục nó trong vòng 3-4 ngày nay. Thì thực tế hôm nay thì mình đã may được, mình đã làm được và mình đã ra cái khẩu trang. Mình biết chắc chắn là so với các bạn mà thợ may từng may thì cái chuyện này nó quá dễ dàng rồi, không có gì khó khăn. Nhưng với mình đây là có một sự gọi là mình thấy một sự là cố gắng, một sự nỗ lực. Mình tự khen mình một chút đi. Từ mình không có hiểu nguyên tắc của máy móc của máy may mà mình ngồi mình may mình tìm ra được thì đó là một cái sự thành công. Thành công lớn hơn là sự nhẫn nại. Thì mình mới nghiệm ra điều nhiều điều là không có gì không thể, có nghĩa là tuy rằng nó khó thật, nó khó nhưng mà không đến nỗi mà nó khó mà gọi là ghê gớm. Thì mình nhìn ra xa đây chút xíu là với các cái công việc khác nó tỉ mỉ hơn, nó ghê gớm hơn. Mình chưa nói là các vị bác sĩ, các vị họ nghiên cứu chuyện lớn mà những hạn như hôm nay là cái việc mà cái dịch bệnh này kia thì bao nhiêu thứ nữa thì nó không đơn giản vậy đâu. Thì mình thấy cái khả năng của con người đúng là một cái kho tàng, một cái điều gọi là vô hạn đó, chứ không phải hữu hạn đâu. Cái khả năng của con người rất là lớn, rất là hay. Thì cái việc nghiên cứu ra không á đã khó rồi, người sử dụng cũng đã cũng 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 khó. Mà ta đã làm ra nhiều thứ rồi rồi á mà mình giờ sử dụng cũng sử dụng không được. Mà đây là đã có từ rất lâu rồi, với cái máy may hay là những nhiều công cụ khác lâu rồi, mình chỉ dùng lại thôi cũng là khó. Thì trong cái lúc mà dịch bệnh, cái lúc mà họ yêu cầu mình ở nhà thì mình thấy có nhiều cái điều rất là hay. Đôi khi á cứ tưởng chừng là mình xông pha ra ngoài là mình chiến thắng, nhưng mà các bạn biết chỉ cần mình chịu ngồi ở nhà, mình yên lặng ở nhà, mình không cần phải làm gì thì đó cũng là một chiến thắng lớn rồi. Không phải là nhất thiết là mình phải phải làm cái gì mà lớn. Thứ hai nữa, thường thì cái nhu cầu của con người không biết bao nhiêu cho đủ hết đó, nhưng mà người mà biết đủ á thì sẽ thấy rất là vui. À, biết đủ thì thường vui, mà người không biết đủ thì coi như là khổ hoài thôi. Chẳng hạn bình thường mình xông pha ra ngoài, mình đi đây đi đó, mình lái xe, mình chạy đi chạy lại rất là nhiều. Nhưng bây giờ trong tình huống này á, thì chỉ cần bạn ngồi tập viết một cái chữ, uống một ly trà, hoặc là may một khẩu trang, hoặc là nhíp một cái đồ, hoặc là ngồi đọc một quyển sách, cũng là chiến thắng vậy, cũng là thành công vậy. Đâu có nhất thiết là phải làm cái gì ghê gớm. Cho nên suy ra thì với các bạn trong mấy ngày nay á, là ở nhà và làm gì thì mình chưa được rõ, nhưng với mình á, thì mình ở nhà may khẩu trang, uống trà, rồi tìm tòi từ cái chuyện một cái máy may cũ như thế này á, mình thấy cũng đã khá lý thú và rất hấp dẫn. Tại vì thực ra bình thường mình đâu có thể nào mà mình ngồi cả ngày cả buổi là hay là vài ngày để mà mình nghiên cứu cái công thức, cái nguyên tắc của máy chạy, hay là mình ngồi bình thường đâu thể mình nghiên cứu ra một cái chuyện
rồi là một trò chơi nữa đi, đến cái làm vẽ, một cái bức vẽ làm trò chơi nữa cũng không đúng có thời gian, nhưng mà đây là cơ hội rất là tốt, thời gian rất là đẹp để cho chúng ta có thể làm một vài việc mà khi nay bình thường mình không thể làm được. Tóm lại thì mình rất là vui là khi mấy ngày mà mình ngồi mình không có biết gì làm hết, cũng hơi chán hơi buồn, thì mình nghĩ ra là mình xem tin tức, mình thấy nhiều vì họ yêu cầu, bác sĩ họ yêu cầu, chính phủ họ yêu cầu phải có khẩu trang, phải có cái dụng cụ để mà bảo vệ. Thì mình ồ thì thôi mình cũng có cái máy may cũ, cũng có cơ bản là mình thích, tò mò thì mình đã làm được một điều đó. Cuối cùng hôm nay thực sự là mình đã làm được, mình phải đánh mình làm được, còn đẹp thì không dám nói là đẹp nhưng làm được. Đây. Thì có nhiều cái mẫu thì mỗi người có cách, thì mình làm được tới chỗ này thì mình may xong rồi dùng cái dây cột tóc của phụ nữ xong mình cắt ra, như thế này, xong rồi mình dùng keo mình dán lên cho nó, tức là mình chấm keo lên cái đầu mối thế này, xong rồi mình dán lại thì thành cái khẩu trang. Tức là cái biên này á nó rất là chắc, cái keo rồi lại nó rất là chắc, có thể là mình cái rượu này tại sao có miếng trắng trắng, thì nếu như các bạn mà nếu mà cẩn thận hơn nó bỏ một cái tờ giấy giấy gọi là napkin, gọi là cái giấy lau miệng, nó cái giấy đó sạch đó, mình để vô cho nên hạn chế, ví dụ như là nước bọt nước miếng hoặc là mồ hôi mình lấy ra thì mình vứt tờ giấy đó đi. Đương nhiên cái này mình sau này mình phải giặt, mình dùng lại được nhiều lần cái khẩu trang vải, nhưng mà ít nhất có tờ giấy này thì nó cũng là một cái cách để mà nó hút được nước, cho nên mình bỏ thêm một cái giấy nữa bù thêm thì cũng khá là tiện tiện lợi. Thì thường thì mình làm cái gì mà có cái ý tưởng hay khi mình muốn rất là muốn đem lên cái kênh này để mình chia sẻ, nó ngoài vấn đề mà học thư pháp ra, ngoài vấn đề là chia sẻ những cái gì nó cao siêu nó triết lý quá, thì mình muốn những cái việc nó đơn giản bình thường mà các bạn và mình có thể làm được trong cuộc sống, mình làm được mình cho bản thân mình và những người xung quanh, thì đó là niềm vui rồi. Rồi cảm ơn các bạn xem video này ha. Các bạn nào mà nếu mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh và nhớ là nhấn like để mà ủng hộ kênh cho mình ha. Mình đến nhà mình làm cái này làm cái kia cũng mục đích là phục vụ cho bản thân gia đình, và cũng là cái làm những cái video để cho các bạn xem, trao đổi chia sẻ với nhau những cái chuyện. Thực ra mình làm được khẩu trang này cũng nhờ YouTube, cũng nhờ các bạn làm về khẩu trang và chia sẻ, rồi hôm nay mình làm được rồi mình chia sẻ ngược lại với các bạn. Rồi một lần nữa xin cảm ơn.